Hi, xin chào mọi người nha. Lâu lắm rồi mình mới quay lại mấy clip vlog. Này mình có gì đặc biệt mọi người, mình đi chơi với ông anh. Hai thằng đi siêu thị. Ừ. Rồi, mình chung qua đợt này ha. Bọn mình chơi cái trò này vui lắm các bạn. Clip nó đơn giản thôi, kỷ niệm. Trước thì chỗ này là siêu thị Big C tí ha. Giờ nó đã đổ thành Go các bạn ạ, như là bán lại cho bên Bigo này rồi. Đó, lâu lắm rồi anh em tôi mới ra lại siêu thị chơi các bạn ạ. Đây là một cái dịp tuyệt vời. Chơi cái trò gì? Máy ảo hả? Ủa? Có chỗ này không tí? Máy này gì vậy? Đây là... Trời ơi. À, tuổi hơn các bạn, má giờ chỗ này hay đổi nhiều lắm các bạn. Hả? Chờ thử không? Chờ thử không? Đây rồi. Cái này đúng không tí? Rồi anh em mình đăng ký cái này nè. Rồi, server tới đài áo này là như nào anh? Thì em nghe giới thiệu của bạn bè nhiều người á, thì em tới đây chơi thử. Quay dưới hôm sau đó. Ok sao? Phim. Phim nhé bao nhiêu anh? Ờ các bạn ơi, thì nó mù sao. Nó có một số cái trò rất là hay. Kinh dị nè, vui vẻ nè, tụp luôn hết á. Gì tí? Ừ. Lấy cái kinh dị nhất anh. Thôi hai vé. Metal Hobbit trò. Thôi được rồi, tí trả cho. Ok ok. Ok bắt đầu mọi người ơi. Chưa chơi cái này bao giờ các bạn. Hôm nay anh em mình có dịp quay lại đây chơi, mấy chỗ đây hay đổ nhiều. Cảm ơn anh nha. Rồi, chơi như hụt luôn đó bà. Như hụt luôn đi. Bỏ mà lờ. Sao tí? Bỏ mà lờ luôn. Ừ, chạy cái khúc đó má. Ôi mày. Chạy đường gây cơ mà, trời ơi, nhìn như hụt luôn á. Ê, có trò bắn súng rồi kìa, phải lờ mình luôn á. Chơi, đâu trò bắn súng hả? Ờ. Bắn súng rồi lờ đây. Á, à, căng. Ôi. Lâu lâu chơi cái trò đó lần quá. Sợ nôn luôn. Đó là ra ngoài rồi mình hai anh em mình muốn chơi cái này chỉ là giải trí thôi thì nó như thế này nè, 10k là một lần hai lần. Bây giờ mình lấy 20 đi, mình test nhân phẩm trước đi các bạn, mình không chơi mấy câu bóng này các bạn, này có nhiêu đâu mình tự mua cũng được. Ồ, có ừ chơi vui vẻ rồi tí ơi, vô tí ơi. Rồi không ăn à, không ăn à. Rồi. Nè, bóng nè. Chọn số hàng nha, số gì. Hôm nay hay để hơn trước. 30 nè, 30 công ty. Đi hết 30 hả? Ờ, đánh vô là 30. Rồi, số 30 anh của mình ổng lấy Tanjiro. Phải chơi vậy. Ủa sao khó vậy? Chơi đi, chơi không? Lấy con nào? Số 6. Không, được không? Đi, cầm quay. Nhìn nè. Nhìn nè, đẳng cấp nè các bạn. Sao không? À, thôi rồi. Ủa, cái gì vậy? Cắt á. Nó phải qua chứ. Không phải đâu, nó tính rồi. Để hả? Chơi cho vui thôi. Oh shit. Đẳng cấp đây các bạn. Tôi muốn lấy số 6 các bạn. Tôi đỡ phải mua điện thoại chi. Cái con này lúc này chỉ trúng luôn. Rồi để mình quay cho khán giả coi. Đây hả? Trúng nào? Mình mua nó rẻ hơn là hay bị chơi cái đó đúng không? Cái đó rẻ mà, đó nhiều đâu. Duyên chơi đó, nó cái móc nó không có móc gì trơn. Ờ. Vậy giờ anh em mình về. Được. 9D. Ừ, hôm nay anh em chơi thử 9D siêu thị. 35k. 35k. À, 90. Nó ngày thường á, chứ ngày chủ nhật nói ngày lễ gì nó 40.000 á. Nhiều người chơi. Ừ, chắc vậy. Có một người xem video nha. Giờ hai anh em tôi về.